Phụ trách chương trình Sứ môn Viên Bảo Canh và Lâm Hùng xin cảm ơn quý vị vẫn giữ ban tầng của đại BC Và chúng tôi cũng không quên cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Kính thưa quý vị, phần tin mà chúng tôi vừa mới cập nhật ở phần 2 đã cho biết rằng công ty Nhật Bản thu hồi thực phẩm chức năng sau khi hai người chết, hơn 100 người nhập viện. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, Yoshimasa Ayashi hôm thứ tư đã cho biết, nhà chức trách đã cho biết rằng có hai trường hợp tử vong và 106 trường hợp nhập viện được cho là có liên quan đến thực phẩm chức năng của Nhật Bản. Kobayashi, có trụ sở tại Osaka đã cho biết trong một tuyên bố cập nhật vào hôm thứ hai rằng họ đang thu hồi một số sản phẩm có chứa gạo men đỏ hay Beni Kochi để tránh gây hại thêm cho sức khỏe của khách hàng Beni Kochi có chứa monascus là một loại nấm mốc màu đỏ được sử dụng trong các sản phẩm bị ảnh hưởng được cho là giúp giảm cholesterol nấm mốc còn được dùng làm chất tạo màu đỏ cho một số thực phẩm theo truyền thông địa phương việc bán hàng trực tuyến các sản phẩm đã bị thu hồi của kobayashi đã bị đình chỉ ở trung quốc và đài loan hàng chục công ty nhật bản sử dụng beni kochi do công ty kobayashi đã cung cấp trong sản phẩm của họ cũng đã đưa ra thông báo thu hồi của riêng họ các sản phẩm này bao gồm rượu sake sủi bọt màu hồng nước sốt salad bánh mì và tương đậu miso được sử dụng trong nhiều món ăn truyền thống của Nhật Bản. Cùng với nhiều loại viên uống hỗ trợ sức khỏe khác nhau, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Kaizo Kashima đã cho biết rằng chính phủ đã yêu cầu Kobayashi kịp thời cung cấp thông tin về tình hình. Kính thưa quý vị, giải Mega Millions đã có chủ. Giải độc đắc lớn thứ năm trong lịch sử giải Mega Millions đa tiểu bang của Hoa Kỳ đã diễn ra vào hôm thứ Ba. Một người chơi Mega Millions ở New Jersey đã giành được tấm vé trúng giải độc đắc đầu tiên trong năm 2024, trị giá là 1.13 tỷ Mỹ Kim vào tối hôm thứ Ba. Giải quyết cân hạn hán kéo dài 31 kỳ. Các con số trúng giải là số 7, 11, 22, 29, 38 và quả bóng vàng Mega là số 4. Giải độc đắc trị giá 1.13 tỷ Mỹ Kim là giải thưởng lớn thứ năm trong lịch sử sổ số, số. Tỷ phú mới có thể nhận được 525,8 triệu Mỹ Kim một lần, hoặc là chia đều số tiền thành thanh toán trong vòng 30 năm, nộp thuế thu nhập hàng năm. Vào hôm thứ Tư, thì kỳ quay Powerball tiếp theo trị giá là 865 triệu Mỹ Kim sẽ được tổ chức. Và kỳ quay Powerball này là một trong những giải độc đắc lớn nhất trong lịch sử của trò chơi sổ số, số Hoa Kỳ, đó và không tìm thấy người chiến thắng vào đêm hôm thứ hai. Các viên chức sổ số, số cũng cho biết, nếu người chiến thắng chọn nhận một lần, thì giải thưởng sẽ có trị giá tiền mặt khoảng là 416 triệu Mỹ Kim. Cơn sốt sổ số, số có thể được cảm nhận rõ ràng tại ID Daly ở thành phố New York. Debbie McIntyre đã cho biết là du lịch sẽ được ưu tiên hàng đầu nếu cô có được tấm vé trúng thưởng cô đã chia sẻ là có lẽ tôi sẽ mua một căn nhà, đi Hawaii và du lịch khắp thế giới nếu tôi thắng. Vé cho cả hai loại sổ số này đều được bán ở 45 tiểu bang, District của Colombia, Puerto Rico và quần đảo Virgin, Hoa Kỳ. Kính mời quý vị về sang phần tin từ Trung Quốc. Ông Tập cảnh báo Hà Lan các đứt chuỗi cung ứng cho Trung Quốc chỉ dẫn đến đối đầu dựng lên các rào cản kỹ thuật và các đứt chuỗi cung ứng công nghiệp sẽ chỉ dẫn đến việc đối đầu. Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình cảnh báo hôm 27 tháng 3 khi mà các chính sách mới của Hà Lan về xuất khẩu chip sang Trung Quốc đe dọa làm căng làm làm căng thêm cái sự căng thẳng giữa quan hệ song phương. Các đứt và phá vỡ các liên kết không đi đến đâu và hợp tác là sự lựa chọn duy nhất ông tập đã nói với thủ tướng Hà Lan Mark Rutte trong cuộc gặp ở Bắc Kinh. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã cho biết đầu năm nay chính phủ Hà Lan đã bắt đầu từ chối cấp phép cho ASML, một nhà cung cấp thiết bị in thạch bản lớn nhất cho các nhà sản xuất chip máy tính toán toàn cầu, để xuất khẩu các dòng công cụ DUV tân tiến sang Trung Quốc, một hành động khuất phục yêu sách của Mỹ. Đồng thời, Hà Lan đang chịu phải áp lực bảo vệ lợi ích kinh tế của chính mình, bao gồm ASML, một công ty lớn nhất Hà Lan này, coi Trung Quốc là thị trường lớn hàng thứ hai sau Đài Loan, tạo ra các rào cản công nghệ một cách giả tạo và các đứt chuỗi cung ứng và công nghiệp sẽ chỉ dẫn đến chia rẽ và đối đầu, ông Tập đã nói với ông Ruti. Cháy rừng đe dọa vùng đất ngập nước ở Peru Lính cứu hỏa ở Nuevo Chamboti ở Peru đã cố gắng dập lửa vào hôm thứ Hai ngày 25 tháng 3, hai ngày sau khi đám cháy rừng bùng phát vào hôm thứ Bảy ngày 23 tháng 3, đã gây nguy hiểm cho vùng đất ngập nước ở phía tây Peru. Nhà chức trách vào hôm thứ Ba 26 tháng 3 cho biết là lực lượng cứu hỏa và dân phòng đang gặp thách thức nghiêm trọng do địa hình khó khăn và vẫn đang cố gắng dập lửa. Thị trưởng Nuevo Chamboti Walter Soto đã cho biết, là các đội đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận một số khu vực vì bùn lầy và nguy cơ bị chìm hai máy bay và một trực thăng cũng đã được triển khai để dập tắt đám cháy cơ quan môi trường cũng cho biết là họ đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy này Kính mời quý vị quay sang phần tin Việt Nam. Công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam bị tấn công mạng. Các định chế tài chính không gặp nguy từ của tấn công mạng đầu tiên vào một công ty môi giới chứng khoán Việt Nam. Cơ quan quản lý thị trường của nước này đã cho biết hôm 27 tháng 3, sau khi mà công ty chứng khoán lớn hàng thứ ba đã bị ngưng trệ hoạt động vì bị tấn công mạng hồi cuối cuối tuần vừa qua. VN Direct là một cái hãng môi giới chứng khoán lớn hàng thứ ba của Việt Nam tính theo lượng giao dịch đã được xử lý theo sàn giao dịch thành uh, thành phố Sài Gòn đã bị cắt uh, bởi cái hệ thống giao dịch kể từ hôm 25 tháng 3. Chúng tôi không thấy có nguy cơ lây lan. Ông Phạm Hồng Sơn là Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam, gọi tắt là WSC, nói với Reuters và cho biết thêm rằng không có công ty môi giới chứng khoán nào khác bị ảnh hưởng. Cho đến 6 giờ sáng giờ GMT ngày 27 tháng 3, VN Direct vẫn bị ngắt khỏi hệ thống. Công ty này từ chối đã cho biết rằng khi nào họ sẽ nối lại giao dịch, họ cũng từ chối cho biết họ đã bị thiệt hại bao nhiêu trong vụ tấn công. Kính thưa quý vị, vườn thú ở Paris chào đón bò biển cái đến thử sinh sản khi biến đổi khí hậu đe dọa giống loài này. Vườn thú Paris đã chào đón một con heo biển hoặc là bò biển cái vào hôm thứ Ba trong một nỗ lực bảo tồn nhằm tăng số lượng của chúng. Vườn thú đã đặt tên cho nó là Unai và hy vọng con bò biển cái 2 tuổi này sẽ giao phối với một trong ba con đực là Tunis 35 tuổi, Hussar 21 tuổi và Kai 15 tuổi và sinh ra đứa con bò biển đầu lòng theo ấn phẩm ocean today thì bò biển một loài động vật có vú sống dưới nước phát triển mạnh trên thảm thực vật biển được liệt vào danh sách dễ bị tuyệt chủng do mất môi trường sống và đã va chạm với tàu thuyền ocean today đưa tin là sự phát triển đô thị trên đường thủy cũng đã làm gián đoạn khu vực làm tổ tự nhiên của bò biển nước thải phân và phân bón chảy tràn có thể gây ra tảo độc mà bò biển ăn phải. Ông Alexi Lecou, là giám đốc khoa học của công viên động vật học tại Paris cho biết là chúng cũng rất nhạy cảm với những thay đổi về nhiệt độ đại dương. Ông Lecou đã nói, sau khi Unai được thả xuống xe tải và vào và vào trong không gian thủy sinh của vườn thú dưới 20 độ thì bò biển mắc bệnh viêm phổi và trên 30 độ nó cũng không hoạt động tốt vì vậy có thể thích nghi có thể thích nghi kém hơn rất nhiều so với một số loại động vật có vú ở biển khác. Unai được vận chuyển từ vườn thú Volvo ở miền trung của nước Pháp vào hôm thứ Ba, sẽ được nhốt trong chuồng riêng trong vài ngày tới để nó thích nghi với khí hậu trước khi có thể hòa nhập với bò biển đực. Thời gian mang thai mất hơn một năm và Unai sẽ đến tuổi sinh sản trong vòng 12 tháng tới. Đến đây, một lần nữa, Xuân ngôn viên Bảo Canh và Lâm Hùng xin cảm ơn quý vị đã vừa theo dõi tin tức tổng hợp của đài BCTV mà chúng tôi cũng không quên cảm ơn những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Và xin chúc cho quý vị có một buổi tối an lạc và hạnh phúc. Xin ngài kính chào quý vị.